Quý đồng đạo, vừa qua lời nói đầu của anh Thư cũng gửi lời thăm hỏi cũng như quý đồng đạo gần xa. Giờ đây là tiến thẳng vào cái buổi trao đổi giáo lý. Thì hôm nay ban tổ chức cũng như gia đình yêu cầu anh Thư để mà giải đáp nghi vấn những câu thắc mắc trong sấm giảng giáo lý của thầy. Vậy thì thôi, bắt nhịp cầu đầu tiên mời đồng đạo tình đến diễn đàn đặt câu hỏi đầu tiên để gieo duyên cùng quý đồng đạo gần xa trong buổi tối hôm nay. Kính mời đồng đạo tình. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, để mở đầu trong chương trình hôm nay thì con xin hỏi chú Tư qua hai câu là: tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Mà lặng tâm là như thế nào, và cái trạng thái nó ra sao, và mình làm gì để được lặng tâm? Kính mời chú Tư chia sẻ dùm cũng như cho đồng đạo mình hiểu chung. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn chàng pháo tay gian dày quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên và được đồng đạo tình nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy, và trong đó hai câu. Trong hai câu đó là: tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Thì đồng đạo mới đặt lên câu hỏi: và tu như thế nào mà cho cái tâm của chúng ta lặng? Thưa cô bác anh em với đồng đạo, hai câu giảng này đó thì chúng tôi coi như là mới trình bày cách nay khoảng cỡ chừng 3 ngày thôi. Nhưng mà hôm nay coi như là chúng tôi sẽ trình bày cùng với quý vị qua một cái góc bên này nữa. Tất nhiên là lúc đó tôi trình bày cùng với quý vị là biết làm chẳng khó. Mà hôm nay đồng đạo tình chỉ nêu lên trong khi đó là đặt lên cái câu hỏi. Mà đặc biệt cái chỗ này đó thì nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Thì đồng đạo mới đặt lên câu hỏi vậy chứ lặng tâm là tu như thế nào chứ lặng tâm. Mà lặng tâm, muốn lặng tâm coi như là chúng ta phải tu tập là bằng cách nào, và cái phương tiện như thế nào, và hành trì như thế nào mà được lặng tâm vậy hả? Cô bác anh em chị đồng đạo, hai câu giảng mà được đồng đạo tình nêu lên chúng tôi được biết là được trích xuất từ trong cái quyển tư, tức là cái quyển Giác Mê Tâm Kệ. Mà quyển Giác Mê Tâm Kệ này Đức Thầy viết vào ngày 20 tháng 9 năm 1939. Đức Thầy viết ở tại tổ đình 846 câu, mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây hai câu cho chúng tôi bàn. Thưa chứ quý vị, bây giờ đưa lên một cái ví dụ ở trên thế gian này. Nếu như đồng đạo coi như là ở vùng này là trồng sầu riêng đó, mà không biết cách đó hen, mà không biết làm đó hen, khó lắm. Ở trên vùng tôi là chỉ có anh Tư Long này thôi, anh lên chển coi như là anh đặc biệt, coi như là anh biết làm đó. Cho nên trong khi đó coi như là đạt tiêu chuẩn rất cao. Còn người mà không biết làm rồi đó hen thì cũng trổ bông, trổ trái, trổ đủ thứ chân, nhưng mà cuối cùng cuối mùa không có trái gì trơn, không bác anh em chung đạo. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói là biết, hỏi anh Tư Long nó không khó, mà những người khác không biết khó, phải không? Còn bây giờ cái người mà đi buôn cũng vậy, biết không khó, mà không biết á thì khó. Còn cái người làm bánh cũng vậy, không biết á thì khó, mà biết á là không khó. Cho nên bánh nhiều màu, nhiều thứ khôn lượng, nhưng cũng chỉ là đường chứ bột hả. Cho nên đường bột làm ra tất cả các thứ bánh, mà cái người biết rồi, công thức rồi đấy hen, người ta đưa bột, đưa bánh vô, tức là trộn qua trộn lại, trộn tới trộn lui, trộn xuôi trộn ngược, họ bắt đầu đưa ra coi như là thành cái bánh. Còn người không biết đấy hen, cũng đồng thời đưa bột, đưa bánh vậy đó, mà làm họ thành ốc chấu chân, làm họ coi như là thành coi như là nó chai chân, thành bánh bao chai chân. Thưa chưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây đó là qua cụm từ này là tu với tỉnh cũng giống y như vậy. Tất nhiên là cái người tu làm không khó, mà cái người không biết làm khó. Cô bác anh em dùng đạo. Cho nên cái người biết tu rồi đấy hen là cái nào cũng dễ chân trời. Hoàn cảnh thuận cũng dễ, mà hoàn cảnh cũng dễ, hoàn cảnh nào tu cũng dễ chân trời. Còn người không biết rồi đấy hen, hoàn cảnh cũng nghịch hết, hoàn cảnh nào cũng tu khó quá, đi tới đâu cũng gặp hoàn cảnh, đi tới đâu cũng gặp người ta, nó nặng, nó nhẹ, nó hơn, nó thua, cao thấp chân trời. Kỳ đó con xuất thân còn sống đó,
ông đi với tôi làm đạo thường xuyên luôn. Mà tới chừng đó ông mới thỏ thẻ nói với đệ đó hen. Sao mà đệ chỗ nào cũng dễ chứ, không ai nói gì chứ, không ai nói nó hơn nó thôi gì đệ chứ. Mà không biết cái nghiệp của tôi cỡ nào mà tôi đi tới đâu người ta cũng nói móc tôi chứ. Ai đi tới đâu người ta cũng nói nặng nói nhẹ tôi trơn trọng, không biết cái nghiệp tôi nặng làm sao đâu. Cái tôi mới trả lời như vậy. Tôi nói ở đó không phải tại người ta nói nặng nói nhẹ nó hơn thua ông đâu, mà tại trong cái lúc bình thường của mình đó, mình tại vì mình kiếm chuyện với người ta, mình nói nặng người ta, mình nói móc người ta, thì bây giờ có việc bắt đầu người ta gặp mình, người ta kiếm chuyện nó nặng mình, nó móc mình, người ta kiếm chuyện với mình chứ có gì đâu. Đó tất nhiên muốn nói tất nhiên là trong khi đó chúng ta biết tu rồi đó, thì có hoàn cảnh nào cũng thuận, hoàn cảnh nào cũng xui, hoàn cảnh nào cũng dễ chứ. Còn mình không biết tu rồi trong khi đó là cái hoàn cảnh nào coi như là cũng hoàn cảnh khó hết. Cho nên người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cái người mà buồn tâm trạng buồn đi đâu cũng buồn. Cái người mà vui đi đâu cũng vui. Cái người mà tự tại giải thoát đi đâu cũng là tự tại giải thoát. Còn cái người mà không được tự tại giải thoát, giàu cho mà dời lên tới trên cảnh thiên đường cũng không được giải thoát, không tự tại nữa. Tại vì còn lo còn đủ thứ trong đó. Thôi giờ trở lại đi nha. Bây giờ coi như là trở lại coi như là qua cái tiêu đề này đồng đạo hỏi vậy chứ bây giờ tu cách nào để cho lặng tâm. Tôi có bác anh em đồng đạo. Cái này khó lắm nghe đồng đạo tình. Nó khó là khó biết làm sao không? Nó khó cho cái người tại gia cư sĩ của mình á, là hằng ngày chúng ta va chạm đụng với thực tế. Hằng ngày là buông tảo bán tầng người việc này việc nọ, nhưng tóm lại cũng do cái xác thân của mình mà ra cả. Cho nên cái người làm ruộng thì lo cái công việc làm ruộng, người đi buôn thì lo cái công việc đi buôn, cái người làm bánh thì lo công việc làm bánh, cái người chạy xe lo công việc đi xe. Cho nên cái lo đó, mà chính vì cái lo đó mà con người chúng ta không có lặng tâm được. Cho nên bây giờ thôi, bây giờ Đức Thầy dạy cho chúng ta đó là mặc dầu chúng ta làm ruộng, chúng ta tất bật các công việc của mình trong việc hàng ngày, nhưng mà chúng ta phải lấy nêu lên hai cái điều kiện. Một là cái nào phụ, hai là cái nào chánh. Bây giờ chúng ta phải đặt lên một vấn đề công việc coi như là cái công thức của mình hàng ngày thời khóa biểu, để coi coi như là chúng ta tu cái nào chánh, cái nào không chánh. Bây giờ cái chánh đó là cái gì để cho nó được lặng tâm đây. Bây giờ cái chánh đó tất nhiên Đức Thầy cho chúng ta biết ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc, cũng chuyên tu hành đúng không? Rồi xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh, tánh lành trao chia. Rồi gắn công trì niệm sớm khuya, thân ti còn tục, tâm nghệ, tâm lìa cõi mê. Thì cái chỗ này rõ ràng Đức Thầy chỉ cho mình cái cách tất nhiên là giữ lòng thanh tịnh. Phải không? Bây giờ coi như là qua câu này đồng đạo mới đặt lên tu với tỉnh biết làm chẳng khó nếu lặng tâm, tỏ ngộ đạo màu. Thì bây giờ nếu như cái người tại gia cư sĩ chúng ta tu á, mà muốn được lặng tâm, bây giờ trong khi đó chúng ta coi như là cái thứ nhất tất nhiên là cái cảnh bên ngoài, cái thứ hai tất nhiên là cái nội tâm bên trong. Bây giờ cái nội cảnh bên ngoài đó là sao đây mà cho chúng ta được lặng tâm? Bây giờ muốn lặng tâm đó thì qua câu giảng chúng tôi vừa chứng minh cùng với quý vị chúng ta rà soát kỹ lại đi. Nếu muốn lặng tâm thì phải xa nơi tranh đấu lợi danh. Phải không tâm? Phải không quý vị? Xa nơi tranh đấu lợi danh thì cái tâm mình mới lặng được. Còn hằng ngày cứ tranh đấu danh lợi coi như là hơn thua hoài, trong khi đó làm sao mà cái tâm của chúng ta lặng được? Rồi nói ông Phật, ông truyền đạo ông sao mà tu hành không đắc được đắc đạo. Nhưng mà thật sự ra là Phật truyền đạo không lầm. Ha, khá để lòng tin tưởng cho thăm chọn đời, cố gắng làm theo đúng thời tiết tốt mùa màng, được chúng tu gặp đường đạo chánh mạo nền. Cho nên có nhiều khi mình tu không đúng nơi, không đúng chỗ, không đúng cách, rồi trong khi đó mình trách lầm, nói ông Phật ông truyền đạo sao tu mấy chục năm nay không ai thấy ai thành, mà cũng không thấy ai lặng tâm. Vậy chứ bây giờ tâm không lặng sao thành Phật được? Không, cái tâm con người chúng ta lặng mới được thành Phật được. Cũng như Lục Tổ Huệ Năng khi xưa,
Chính vì cái tâm ông lặng cho nên trong khi đó coi như là mới đạt được coi như là cái tổ gọi là cái tổ thứ sáu mà ngũ tổ còn nhẫn chuyện pháp cho ông. Mà hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại là tu với tịnh, biết, ông biết làm chẳng khó. Vì bây giờ ai biết? Tất nhiên Đức Lục Tổ Huệ Năng. Thì Đức Lục Tổ Huệ Năng chính Ngài biết cho nên Đức Thầy còn nhắc lại là Đức Lục Tổ ít ai dám sánh. Người dốt mà nói pháp quá rành, lựa làm chi cao chữ học hành biết. Nghe không? Là biết là cái biết của Đức Lục Tổ. Biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo. Mà biết tỏ ngộ tất nhiên là cái tâm nó lặng. Không? Vậy thì bây giờ khỏi nói gì trơn trọi. Bây giờ nếu như tất cả đồng đạo của chúng ta muốn tâm lặng đó, là quý vị mình chỉ cần coi như là xa nơi tranh đấu lợi danh là được. Vậy chứ mình không vướng vào trong danh lợi thì sao cái tâm mình động được? Phải không? Cho nên danh có được sắc tài liền bắt tài được rồi. Danh sắc nói theo sắc có thì danh lợi nó đeo danh tài sắc ba điều dính liễu. Mà vướng một cái cả ba cái nếu ngã bên nào cũng chịu khổ sầu vượt ra ngoài. Có mấy ai đâu rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ. Vướng vô trong đó hỏi sao mà không động tâm được. Nổi cái lợi của mình thôi. Mà nghe nói qua cái lợi rồi là trong khi đó làm sao mà cái tâm mình không động được. Phải không? Nổi cái vấn đề mà cho giai bạc hỏi bạc ngày bạc tháng thiếu nợ thiếu nặng. Mà coi như là đám cưới đám hỏi lôi đầy tháng gì tùm lum trơn trọi trong khi đó là không coi như là động tâm sao. Cho nên giờ muốn cái tâm lặng thì bây giờ xa nơi tranh đấu lợi danh là tìm cách hạn chế bằng một mức tối đa. Trong khi đó chúng ta coi như là phải làm cách nào để mà cho chúng ta coi như là tránh mới được. Cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ ở đây coi như là nếu như bên ngoài là nếu như chúng ta muốn được cái tâm lặng là bây giờ cái khâu bên ngoài chúng ta phải dặn xiết trước. Cái tâm mình mới có lặng được. Còn bằng không nữa đó hen, là chúng ta ngồi lại niệm Phật, cái tâm mình coi như là nó nhớ lại cái chuyện tâm công dông mạng, cái chuyện gì ở đâu. Trong khi đó bắt đầu hàng ngày chúng ta coi như là đi thâu phim rồi bắt đầu tới chừng mình ngồi lại bắt đầu cái nó quay lại bắt đầu có nó nhớ đủ thứ chuyện chân chậu tâm như trong chống giữa trời. Còn Phật thời một niệm còn mười niệm ma. Rồi các việc xấu có nhớ ra trước hết, kế tay chân buồn bực mỏi mê. Rồi ma buồn ngủ có chạy về. Phật quên niệm đến cái khối mê phủ vào. Thì không cần hỏi ông nào cũng biết niệm thế bao giờ Phật chứng cho, khác nào nồi gạo mới do bắt lên nhấc xuống bao giờ chín cơm. Thì mục đích việc sớm hôm niệm Phật là phải để cho chấm dứt niệm tà. Chỉ còn một niệm Di Đà để nhờ Phật rước sang qua lưng đài. Thì bây giờ chỗ đó mới được lặng tâm. Thì bây giờ cái phương thức niệm Phật là cái phương thức để cho chúng ta lặng tâm. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là xót lòng cậy nước ma ha, hớp vô ba hớp ắt là lặng tâm. Mà mình không chịu hớp vô coi như là mình cứ phun ra không. Rồi làm sao mà trong khi đó cái tâm mình lặng được. Ba hớp đó là giới nè, là định nè, là huệ nè. Bây giờ chúng ta cần phải tu giới 8 điều đang cấm cho nó trong sạch. Cần phải hành trì, tất nhiên là trở về tâm định của mình. Khi đó chúng ta được phát huệ thì bây giờ cái tâm mình nó mới lặng. Cô bác anh em trường đạo. Vậy thì bây giờ xa nơi tranh đấu lợi danh thì trong khi đó chúng ta đâu còn coi như là giữ. Thì bây giờ nó giữ được coi như là giới định huệ thì trong khi đó mới lặng ha. Rồi bây giờ ngoài coi như là bên cảnh bên ngoài xong rồi, bây giờ chúng ta còn hạ thủ công phu nữa nè. Muốn trong khi đó cái tâm mình lặng đó là phải cúng lại, là phải niệm Phật, là phải đọc sách, là phải hạ thủ công phu. Chứ còn muốn cái tâm lạnh mà trong khi đó mà coi như là chúng ta không chịu hạ thủ công phu, không chịu niệm Phật, không chịu cúng lại, không chịu ăn chay, không chịu coi như là làm theo lời Đức Thầy chỉ dạy, mà cầu ơn trên Đức Phật á, để mà gia hộ cho con, cái tâm con được an lặng, thì cái chỗ này ông Phật không cách nào để mà làm cho cái tâm mình lặng được. Mà mình muốn cái tâm mình lặng tất nhiên là tự mình coi như là tu sửa và tự mình có như là trao luyện thì bây giờ cái tâm mình mới có lặng được. Không, thưa chứ quý vị. Vậy thì bây giờ là muốn tâm lặng tất nhiên là đầu tiên chúng tôi muốn trình bày cùng với quý vị phải xa nơi tranh đấu lợi danh là một. Cái thứ hai là phải hạ thủ công phu. Và cái thứ ba là bây giờ muốn cho cái tâm mình lặng là thân con người chúng ta có lục căn. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý tiếp xúc hàng ngày là sắc thinh hương vị xúc pháp, cho nên mắt xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm,
lưỡi ươi ngồi đón béo, thân ươi sự sung sướng, ý ươi chức phận cao. Cho nên bây giờ chúng ta rà soát lại, làm theo điều kiện này, lục căn, làm sao cho nó đừng nhiễm lục trần, tâm mình mới lặng. Còn lục căn hàng ngày tiếp xúc với lục trần, mà mình cái nào cũng nhiễm, mắt cũng nhiễm, tổ tai cũng nhiễm, thân cũng nhiễm, cái nào cũng nhiễm chân, mà muốn cho cái tâm mình lặng thì cái chỗ này là khó lặng lắm đồng đạo tình, khó lắm phải không? Thưa chứ quý vị, vì vậy cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là trong sắc thân giám thị lục căn, là trong thân xác của mình phải giám thị lục căn, phải là gà soát nó, rồi đừng cho chúng tính lăng hoàng, đừng cho nó tính, thấy không, lăng hoàng. Ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Nếu mà chúng ta chấp thủ mà ngăn lục trần được như vậy đó hen, là bây giờ là trong cái sáu thằng ở trong cơ thể của mình là mắt tai mũi lưỡi thân ý không nhiễm với sáu trần, tất nhiên là cái tâm mình lặng. Cho nên ông Thanh Sĩ ông mới bảo cho chúng ta biết đêm ngày hãy tự mình suy gẫm ngăn gió trần cho lặng sóng tâm, là mình ngăn gió trần cho nên cái tâm mình lặng mới được. Còn cái gió trần mà cứ như là khởi động hoài tâm mình sao lặng được. Quá cái này dùng đạo. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta tu làm sao mà tâm chúng ta lặng được như vậy, là sáu căn không nhiễm sáu trần, lợi danh coi như là chúng ta không có bị ô nhiễm, và hàng ngày chịu hạ thủ công phu cúng lại ăn chay niệm Phật mà được như vậy, tất nhiên là không phải trong một ngày một bữa mà lặng ha, mà ở nơi đây mèo gình chuột ngó chân không nháy, người bắn cung nhắm cái hồng tim, nhớ rằng trong lúc ngưỡng chim bao nhiêu ý niệm cũng im một chiều. Cứ như thế mà đeo đuổi mãi từ đẳng non hiện thấy thái dương, hốt nhiên sáng cả lối đường bên trên cành chim liếu bên vườn hoa khai. Mỗi khi thấy trứng gà khải mỏ, chẳng bao lâu sẽ nở gà con. Mẹ gà phải ấp cho tròn trứng kia bỏ lạnh, gà con chết liền. Sanh chúng phải tham thiền đúng cách, làm sao cho thống nhất tinh thần, mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân đem về một chỗ thật chân như lầm. Như vậy tất nhiên là trong khi đó cái tâm mình mới lạc. Mà đã được lặng tâm dĩ tất nhiên là tỏ ngộ đạo màu chứ có gì đâu. Cho nên sợ coi như là sở dĩ chúng ta coi như là không được tỏ ngộ đạo màu, tu không thành Phật được, là tại vì cái tâm chúng ta còn động hoài. Các bác anh em dùng đạo. Cho nên động còn bởi là lòng còn nhiễm, mà coi như là sự coi như là quen ưa của mình ở trên thế gian này nó còn nhiễm hoài. Cho nên bây giờ làm sao mà cho cái tâm mình được yên được, không? Cho nên bây giờ nếu như chúng ta muốn được cái thành đạt đó thì là việc thành đạt không kỳ mau chậm, mà do lòng động tịnh khiến ra. Động còn thì đạo còn xa, mà tịnh càng sớm được á, là đạo nhà sớm thông. Cho nên quan trọng trong cái chỗ chúng ta tu còn động hay là không động thôi. Nếu lặng tâm á, là tỏ ngộ đạo màu, chắc chắn là như vậy, là qua lời Đức Thầy chỉ dạy không sai cô bác anh em chúng đạo. Nhưng mà con cái chúng ta cái tâm còn động, cái tâm còn vọng, tâm còn nhiễm, thì bây giờ những cái đó làm sao mà coi như là thành Phật được, có bác anh em chung đạo. Thôi thì qua hai câu này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin tạm dừng, và xin trả lại cho chân chủ ý kiến quý vị. Nếu có điều chi bằng thêm thì bằng không có, xin phép cho thông qua. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đồng đạo 10 nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy, và trong đó hai câu, và trong hai câu đó là: muốn xem bốn chữ Long Châu, bền gan sắt đá sòng nâu tu trì, tu hành mà mãi năn nghi, sợ ta gặt gẫm cũng kỳ cho dân. Thưa chú quý vị, vậy thì bây giờ trong hai câu giảng mà được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết là được trích từ trong cái bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi. Và bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi này đó là Đức Thầy viết đó, là vào ngày mùng 1 tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940, Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình, và có tất cả là 158 câu, mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây hai câu cho chúng tôi bàn. Muốn xem bốn chữ Long Châu, mà chữ Long Châu thì có hai chữ, mà tại sao câu này Đức Thầy nói là bốn chữ, phải không? Nếu Long Châu tất nhiên hai chữ hả, mà câu này Đức Thầy nói là bốn chữ Long Châu, chỉ còn hai chữ đó đâu vậy hả? Vì sao bây giờ bền gan sắt đá sòng nâu tu trì? Vậy bây giờ là cái sòng nâu sao mà tu trì sao vậy hả? Cô bác anh em trường đạo, giống nồi thiệt cốt gồng tiên, mà nay lạc mất
gương hiền nơi đâu. Mới tới hai câu này là muốn xem bốn chữ Long Châu, bền gan sắt đá, sòng nâu tu trì. Thưa chú quý vị, vậy thì bây giờ ở đây là muốn xem là Đức Thầy muốn cho tất cả người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta là muốn xem sau này được Phật, được trời, muốn xem được cái cảnh đời Thượng Quan Thánh Đức, muốn giữ được cái hậu Long Hoa, và con người chúng ta là muốn được thấy được cái cảnh thánh thiện trong thời kỳ sau này được Phật Thánh Tiên được thiết lập. Thì đó là muốn xem được, muốn xem bốn chữ Long Châu. Nhưng bây giờ bốn chữ Long Châu đó làm sao đây? Thưa chú quý vị, bây giờ ở nơi đây đó là bốn chữ Long Châu, tất nhiên là bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương, gọi là bốn chữ Long Châu. Nhưng mà cái tông hệ của Bửu Sơn Kỳ Hương đó, thì bây giờ Đức Thầy, Đức Phật Thầy Tây An ra đời thiết lập Bửu Ngọc Quân Minh Thiên Diệt Nguyên Sơn Trung Sư Mạng Địa Nam Tiền, kỳ niên trạng tái tân phục quốc, hương xuất trình sanh tạo nghiệp yên. Mà tại sao trong khi đó là bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương mà lại là bốn chữ Long Châu? Cho nên cái bốn chữ Long Châu, cái Long đó là rồng, mà Châu tất nhiên là cái sự quý báu. Cho nên ở đây Long Châu tất nhiên là cái sự quý báu trong tông hệ của Bửu Sơn Kỳ Hương. Nói bằng cách khác, danh địa, danh địa tất nhiên Long tất nhiên là Long Xuyên, mà Châu tất nhiên là Châu Đốc. Vậy là Xuyên tất nhiên là sông, mà Đốc tất nhiên là chỗ cao, mà chỉ cho cái như là vùng núi Thất Sơn. Cho nên vùng núi Thất Sơn tất nhiên là Dương, mà Cửu Long Giang đó, thuộc về Âm là Xuyên. Như vậy là Long Châu tất nhiên là ở đây là Long Xuyên và Châu Đốc, mà Xuyên là sông tất nhiên là chỉ cho Cửu Long, mà Đốc tất nhiên là chỉ cho dòng coi như là ở vùng mà Thất Sơn bị nối. Đó là Long Châu. Rồi một nghĩa khác nữa, tất nhiên là trong khi đó bốn chữ Long Châu tất nhiên là một là Châu Đốc, hai là Châu Phú, ba tất nhiên là Long Châu Thượng và Long Châu Hạ, là ngay coi như là trong cái vùng coi như là cái tỉnh mà thuộc về Châu Đốc. Mà chỗ đó tất nhiên là sau này đó là cái chỗ đó là cái chiến tranh trong khi đó không thể tưởng tượng được. Mà muốn xem ha, là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, tín đồ cái Bửu Sơn Kỳ Hương sau này muốn xem, muốn xem bốn chữ đó tất nhiên là Châu Đốc, Châu Phú, Châu mà Châu Thượng và Châu Hạ, Châu Phú Thượng và Châu Phú Hạ, là nguyên một cái vùng đó. Mà cái vùng đó coi như là từ ở ngoài cái nhà bàn mà chạy thẳng vô coi như là trên cái vùng núi cấm. Mà chỗ đó sau này là sao mà phải xem? Chỗ đó là Hạ Quân mỗi dịp mỗi mòn, mòn sông mòn biển lại còn mòn non, đổi chồng đổi vợ đổi con, Thất Sơn lại đổi qua Liên Nhà Bàn, qua liền năm nước chật đàn, qua lộ văn giáo máu tràn thành sông. Đó là bốn chữ Long Châu đó, muốn xem. Như vậy là muốn xem sau này là cái địa danh chỗ này là từ chỗ Châu Đốc, tỉnh Châu Đốc, huyện Châu Phú, và Long Châu Thượng và Long Châu Hạ tất nhiên là trong đó coi như là trong cái vùng này là bốn chữ, có chữ Châu hết. Nhưng mà chỗ này là sau này là chiến tranh coi như là máu chảy thành sông của anh em trong đạo. Đó là muốn xem bốn chữ Long Châu. Vậy là chúng tôi đưa lên cái ba cái ý, tất nhiên là muốn xem bốn chữ Long Châu, tất nhiên là ở đây là tông hệ của Bửu Sơn Kỳ Hương. Bốn chữ Long Châu tất nhiên là Thất Sơn và Bảy Núi, tất nhiên là cái vùng Long Xuyên, tất nhiên là thuộc về là của Long Giang, sau này coi như là đất Linh Sanh Anh Kiệt, là bốn chữ Long Châu. Vậy thì bây giờ đây là muốn xem bốn chữ Long Châu đó, thì bây giờ cái câu kế tiếp Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết là bền gan rồi sắt đá rồi sòng nâu rồi tu trì. Đây tất nhiên là phải có bốn qua giai đoạn mới xem được bốn chữ Long Châu này. Vậy thì bây giờ nói tóm lại, muốn xem bốn chữ Long Châu tất nhiên là muốn xem được cảnh đời Thượng Quan, muốn sống được cái cảnh đời Long Hoa Thánh Đức Thánh Thiện, để mà sau này chúng ta xem được Phật được trời. Thì bây giờ trong đó Đức Thầy mới đưa lên bốn cái yếu tố chính: bền gan sắt đá, bền gan sắt đá, rồi sòng nâu tu trì cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin lần lượt cùng với quý vị coi như là cái khâu thứ nhất là phải bền gan.
Bền gan đây là chịu đựng, là chịu gian nan, là chịu khổ khó, là chịu thử thách, là chịu cam go, là chịu biết bao nhiêu những sự cay đắng dồn dập mà chúng ta vẫn tu. Nên Đức Thầy nói cho chúng ta biết, dù cho lăn lóc ráng kiên trình, kiên trình mà chịu lúc nàng tai, dẫu có gian nan giả chớ nại, vàng đá bao hoen cơn nước lửa, chì thao lắm chuyện lúc đoan hại, bền gan, đúng không? Bền gan chờ đợi ngày sớm hiệp, đây là bền gan sắt đá mà. Vậy là bền gan, tất nhiên là cái gan mình phải bền. Tất nhiên là bây giờ tu cao cả ráng tu, đừng chán tu, cho nên kể tháng kể năm trên đường tu phải chung thủy, nhất tâm sống thác quyết tu tầm cho định Phật. Là tu như vậy nó tất nhiên là tu bền gan. Rồi sắt đá đó là gì? Ngoài cái vấn đề bền gan là chịu đựng, mà cái chịu đựng chúng ta phải giống như là sắt, như là đá vậy. Thấy không? Là cái lậu sắt đá rồi đấy hen, là không bao giờ cái gì mà làm cho nó coi như là mềm yếu được. Thấy không? Cô bác anh em chúng ta chưa quý vị. Vậy thì bây giờ là cái tâm chúng ta giống như sắt, mà cái tâm chúng ta coi như là vững như đá, chịu đựng như vậy đó, để vượt qua như là bao nhiêu những cái cơn thử thách. Đó tất nhiên là chúng ta coi như là chịu đựng như vậy, tất nhiên là sắt đá. Thôi giờ coi như là nói vậy cho nó dễ hiểu đi hen. Rồi bây giờ qua cái chỗ mà sòng nâu tu trì đó. Sòng nâu tu trì tất nhiên ở đây là nói qua cái tấm lòng trung kiên của mình. Từ trong cái lúc phát tâm quy y đối với Đức Thầy, mà cho đến cái lúc mà cuối cùng mà chúng ta vẫn giữ đạo trợ Thầy, nên gọi là sòng nâu. Vậy thì bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết, từ mang một tấm áo già, mùi thiền đã thấm, ơn nhà lợt phai, sống sanh ra phận râu mài, một đời một đạo, đến ngày chung thân là sòng nâu. Vậy là sòng nâu tu trì tất nhiên là một lòng để mà tu theo giáo lý Đức Thầy thôi. Ai nói xiên, nói xỏ, nói nghiêng, nói ngã, nói tới, nói lui, nói xui, nói ngược, bằng cách nào, đem cái đạo nào mà nó dụ đi cách mấy đi chăng nữa, chúng ta cũng vẫn sòng nâu à. Bây giờ tu theo Thầy, Đức Thầy nói là thân bằng tăng mặc bộ sòng nâu à. Bây giờ tu theo Thầy là sòng nâu tu trì vậy thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta vẫn sòng nâu, tất nhiên là muốn nói tấm lòng trung kiên. Mà tấm lòng trung kiên của mình tất nhiên là giàu sống, giàu chết, giàu mất, giàu còn, giàu mòn, giàu tiêu, coi như là cũng một cái tấm lòng theo Thầy. Thân là tấm tánh ngay thẳng ta không giờ đổi, tánh ngay thẳng ta không giờ đổi, giàu tan xương nát thịt chẳng màng, như thế nào đi chăng nữa cũng hòa hảo vậy. Đó là sòng nâu á. Rồi bây giờ tu trì đó là tu làm sao, phải không? Bây giờ cái tu trì tất nhiên chúng tôi đưa lên coi như là có ba phần tu trì, để cho chúng ta coi như là mới thành công đắc quả được. Mà nếu như chúng ta không tu trì như vậy tất nhiên là không có đạt được kết quả. Cái thứ nhất là sòng nâu tu trì tất nhiên là chúng ta phải trung thành đối với đạo, và phải coi như là có lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Đó là tu trì, không? Cái chữ tu trì đây là Đức Thầy bảo cho chúng ta phải có hiếu thảo. Mà cái chỗ nào Đức Thầy bảo chúng ta tu trì hiếu thảo, mà hiếu thảo không tu trì tất nhiên là trong khi đó hiếu thảo nổi. Chỗ nào Đức Thầy nói là nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống đó, là vậy thì cho ăn. Nuôi cha mẹ phải tu trì mới được. Mà nếu như không tu trì tất nhiên là không thể nào mà nuôi cha mẹ cho nó trọn vẹn được. Vẹn mười ơn mới đạo làm con lúc sanh sống, cho nên phụ bạc. Đó là tu trì. Vậy thì bây giờ là tu trì tất nhiên là hiếu thảo đó, mà lo cho cha mẹ, lo cho tứ ân đó, là tu trì đó cô bác anh em trong đạo. Đó là sòng nâu tu trì. Không? Điều kiện thứ hai, tu trì đó là chúng ta có một lòng mơ ước, là chúng ta giữ đạo chờ Thầy, tu làm sao để mà ngày mai tương lai nắm giữ cái đạo để chờ Thầy. Nắm giữ cái đạo để chờ ngày coi như là Đức Thầy yêu kính trở lại. Đó gọi là tu trì, phải không? Cho nên Đức Thầy mới nói đây, Đức Thầy nói tu trì nguyện ước cầu mai thượng quân hội phục là ngày an cư, là mình cầu cho tương lai, cho ngày mai. Cho nên bây giờ giàu hoàn cảnh như thế nào nữa, chúng ta cũng phải giữ đạo. Mà muốn giữ đạo đó là sao? Là phải muốn cho thân vượt khỏi lề, cấm xào trì trí, một bề lo tu. Không? Một bề lo tu tất nhiên ở đây là tu trì. Không? Rồi bây giờ nếu mà được tu trì nữa như vậy tất nhiên là đến cái giai đoạn khác. Là nếu như chúng ta được hai cái dạng tu trì này rồi, tất nhiên là một, tất nhiên là chúng ta hiếu thảo là tứ ân. Còn điều kiện thứ hai nữa tất nhiên là chúng ta giữ đạo chờ Thầy, thì cái đây tất nhiên là bước thứ hai rồi. Bây giờ bước lên thứ ba. Bước lên thứ ba tất nhiên là tu trì của người tu chúng ta, đó là nếu như ai
biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh là được thì phát huệ. Tất nhiên là chúng ta muốn cho được phát huệ chúng ta cần phải tu trì. Như hồi nãy đã bàn đó, thấy không? Tu không phải một ngày một buổi, mà tu cả cuộc đời của mình, tu chừng nào phát huệ thôi, tu chừng nào đắc đạo thôi. Nếu như ai biết chữ tu trì là nắm cái đạo mà tu hoài, tới chừng nào mà tâm bình tĩnh được thì phát huệ, là lúc đó tất nhiên là chúng ta mới coi như là an tâm nha. Chứ còn bây giờ nếu như tu mà trong khi đó là chưa có được bình tĩnh, mà chưa có được phát huệ, mà chưa được chứng đạo, thì đừng tin vào cái tâm của mình. Bây giờ cái tâm chúng sanh hay sanh nghĩ đủ thứ hết, lúc nghĩ phàm, lúc nghĩ thánh, ấy là thường nhiên của thánh. Tất nhiên nó sanh đủ thứ hết. Cho nên bây giờ chừng nào mình chứng đạo rồi đó, tới chừng đó mình mới tâm cái tâm, mới tin cái tâm được của mình. Cái chỗ đó là qua cái thứ ba, tất nhiên là tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Vậy thì bây giờ ở đây là muốn xem bốn chữ Long Châu, nghe, bền gan, rồi sắt đá, rồi sòng nâu, rồi tu trì. Tất nhiên là bốn công đoạn này. Mà nếu như chúng ta được bốn công đoạn này, tất nhiên là đến cái chỗ là cái tu trì cuối cùng rồi đó. Là nếu như ai biết chữ tu trì tâm bình tĩnh được thì phát huệ rồi đó hen. Thì bây giờ bốn chữ Long Châu đó hen, là chúng ta coi rất dễ. Muốn xem bốn chữ Long Châu là phải có bốn cái tiêu mục này. Là phải bền gan coi mới được, phải sắt đá coi mới được, phải sòng nâu coi mới được, phải tu trì coi mới được. Mà nếu như thiếu bốn cái giai đoạn này, tất nhiên là chúng ta xem bốn chữ Long Châu khó mà thấy được cái lá cờ Bửu Sơn Kỳ Hương lắm. Cô bác anh em dừng đã. Tại vì cái lá cờ Bửu Sơn Kỳ Hương mà khi xuất hiện ra rồi là phải sấm vang, núi nổ. Mà khi núi nổ rồi tất nhiên là đá chạy, mà đá chạy thì nước dâng thì bây giờ cột coi như là cái cột cờ mới là dựng lên. Mà cột cờ dựng lên đó là nó có mấy cái, nó mới có cái lá cờ là Bửu Sơn Kỳ Hương chấm đến bốn ông thẻ. Lúc đó mình mới thấy coi như là bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương, là bốn chữ Long Châu. Còn nếu như ngược lại, nếu như mà chúng ta không trải qua một cái cơn kinh tởm đó, không bao giờ thấy được bốn chữ Long Châu đó đâu, thật sự là vậy. Tiêu mất rồi đâu còn đâu mà thấy. Không. Vậy thì muốn xem bốn chữ Long Châu đó là, để lặp lại, là phải coi như là bền gan, phải sắt đá, phải sòng nâu, phải tu trì. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta tu được vậy thì Đức Thầy nó tu thì tu đi, tu hành mà mãi ngang nghi. Nghi Đức Thầy hoài à, rồi làm sao thấy được bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương. Tu hành mà mãi năng nghi sợ ta gạt gẫm cũng kỳ cho dân, Đức Thầy không có gạt cái điều gì đâu. Mấy năm trí óc còn ghi lời Thầy để lại hỏng. Vậy thì sai không? Không có sai chỗ nào chân trời. Bây giờ chúng ta vững lòng tin đi, tu qua giáo lý Đức Thầy đi, thì sau này coi như là chúng ta được thành công. Thôi đến đây cũng xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Giải cái đề thật sự ra thì rất là sát đề và rõ nghĩa quý vị. Cái câu mà để đưa lên là thấy nghe thấy nó không hay, mà anh giải sau nghe thấy nó rất là hấp dẫn. Là thôi bây giờ thôi tiếp tục cái đề thứ ba, mời anh Tám đi, anh Tám Nghề đến diễn đàn đặt câu hỏi cho anh Tư. Xin kính mời anh Tám. Xét thấy anh Tám đúng rồi, chỗ ngồi ủng hộ cho anh Tám một tràng pháo tay đi quý vị. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin thành tâm kính Đức Thầy, kính thưa chư quý vị đồng đạo kính mến. Thì được biết hôm nay là cũng đủ duyên, anh Tây Phương từ ở Đồng Tháp hả quý vị, cũng đủ duyên ghé ở Cù Lao Ngũ Hiệp thì cũng gặp đồng đạo đây. Thì tôi xin hỏi anh Tây Phương, theo lời của Thầy dạy thì Thầy nói hiệu lão sĩ ra đời thực tế hả quý vị, giáo lý của Đức Thầy của mình là thực tế. Thì tôi hỏi anh Tây Phương là Thầy có nói là Bắc Nam chờ đợi cuối thình sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta, nhưng mà cuối thình phải giáp thình này không, rồi vận chuyển thân hình xác ta phải thân của Đức Thầy trở lại không? Mà hiện tại quý vị thực tế là thấy tên cộng đồng mạng thì cũng xôn xao về cái sự, quý vị chắc biết rồi đó, như ông sư Minh Tệ thì cũng một tiếng vang, cũng cả nước trong và nước ngoài thế giới cũng đã biết đó quý vị. Thì tôi cũng xin hỏi anh Tây Phương sự hiểu biết là tìm hiểu của anh Tây Phương thì chia sẻ đây cho đồng đạo mình hiểu chung. Xin hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam Mô A Di Đà Phật.
À, kính thưa chư quý vị, thì đồng đạo mới nêu lên hỏi qua cái ý trong cái xuất hiện của ông Sư Minh Tuệ, thì cũng ngay nằm trong cái năm thìn này mà đồng đạo đó cũng có một số lên mạng là Bắc Nam chờ đợi cuối thìn đó, là hết cái năm thìn này đó hen, là ông Minh Tuệ từ ở ngoài Bắc vào trong Nam ha, đưa lên cái ý như vậy đó. Nhưng mà thật sự ra đó, chúng tôi xin trình bày cùng với quý vị đó, là cái chuyện đó là đồng đạo coi như là để mà đọc đoán mà chủ quan mà bàn thôi, cô bác anh em chưa đồng đạo. Vì vậy cho nên Đức Thầy dạy cho chúng ta biết lời ta nói có ngàn lắm nhỉ, để đây rồi chúng quỷ hiểu lầm, thấy không? Đạo rải khắp năm canh, tổ bút dạy tận tường, không chút nào sai. Cho nên Đức Thầy dạy rất kỹ, mà chúng ta phải suy nghĩ cho nó đúng ha. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ đối với ông Minh Tuệ đó, là thật sự ra đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó anh Tám, không có liên quan gì đối với ông hết. Tại vì chính là cái phương thức tu của ông là cái việc tu của ông. Còn người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó, là Đức Thầy cho chúng ta biết như lời đồng đạo đã trình bày vừa đầu đó, là hiệu lão sĩ ra đời thực tế, không đem lời vàng dạy dỗ dương trần. Cho nên cái giáo lý Đức Thầy là giáo lý tu trong thực tế, chứ không phải giống như đồng đạo coi như là định đoán vậy, cô bác anh em đồng đạo. Thực tế đó là gì? Tất nhiên là giáo lý Đức Thầy là giáo lý, là cái tông chỉ học Phật tu nhân tu thực tế, chứ không có tu mà theo cái đường lối coi như là của ông Thích Minh Tuệ, cô bác anh em đồng đạo. Vậy thì bây giờ Đức Thầy đã bảo cho chúng ta biết đối với những người theo tôn giáo khác ha, ở đây là nói thẳng luôn, không nên động chạm đến cách thức tu hành của họ. Thì bây giờ ông tu sao? Tu bây giờ đối với tôi không động chạm gì tới ông, trời tôi tu theo giáo lý Đức Thầy tu thôi. Thôi giờ để trở lại đi, để trở lại Bắc Nam chờ đợi cuối thìn, là cái đồng đạo nêu lên đó là trong cái bài dặn dò bổn đạo của bác anh em dùng đạo. Bắc Nam chờ đợi cuối thình sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta, rồi viết thêm một khúc ngâm nga dặn dò bổn đạo vậy mà mấy chương. Ta giàu có cách thôn hương, dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm. Thì bây giờ quý vị mình nắm cái nội dung này là quý vị mình thấy rồi, không? Bắc Nam chờ đợi cuối thình sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta, rồi mới viết thêm một khúc ngâm nga dặn dò bổn đạo vậy mà mấy chương. Ta giàu có cách thôn hương là Đức Thầy sai dẫn này, không? Dạng dân cứ chữ hiện lương mà làm. Vậy thì bây giờ ở nơi đây coi như là cái bài này Đức Thầy viết vào lối tháng 2 năm Canh Thìn năm 1940 ha, có 158 câu. Thì bây giờ Đức Thầy viết cái bài dặn dò bổn đạo là Đức Thầy tiên tri rằng Đức Thầy sẽ xa cách bổn đạo trong thời gian. Mà trong thời gian xa cách bổn đạo đó là chừng nào xa cách? Thôi giờ nói luôn đi, nói luôn bây giờ. Trong khi đó Đức Thầy viết cái bài dặn dò bổn đạo liên tục đó, Đức Thầy mới viết cái bài coi như là từ giả bổn đạo khắp nơi vào ngày mùng 1 tháng 4 năm Canh Thìn, là Đức Thầy tiếp tục viết. Để mà Đức Thầy tiên tri rằng là cuối năm thìn nè, tất nhiên là Bắc Nam chờ đợi cuối thìn nè, sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Nhưng mà Bắc Nam đó là sao? Bắc Nam tất nhiên là Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết là Nam Trung cùng Bắc một tay giáo đời, là đất nước Việt Nam, là do nơi Đức Thầy ra đời để giáo độ cho chúng sanh. Nhưng mà bây giờ Bắc Nam tất nhiên là tất cả người Bắc, tất cả người Nam, là do nơi Đức Thầy có sứ mạng thiêng liêng ra đời cứu độ cho chúng sanh trong đất nước Việt Nam, trong đó có Nam và Bắc. Nhưng mà phải chờ đợi cuối thìn rồi sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta, vậy là chờ đợi cuối thìn sao mà vận chuyển thân hình xác ta? Thì bây giờ coi như là cái bài này Đức Thầy còn viết ở tại tổ đình, chưa có vận chuyển Đức Thầy, chưa có vận chuyển Đức Thầy đi đâu chân trời á. Cho đến cái ngày mùng 1 tháng 4 năm Canh Thìn là Đức Thầy viết cái bài từ giả bổn đạo khắp nơi nữa, Đức Thầy cũng tiên tri nữa nha. Đức Thầy cũng tiên tri là Đức Thầy sẽ xa cách bổn đạo trong thời gian. Rồi cho đến ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn ha, là bây giờ ông Lê Tấn Hẩm ở quận Chợ Mới đó
là dân lĩnh coi như là nhà cầm quyền pháp mới giờ Đức Thầy. Mà giờ Đức Thầy từ ở tổ đình đó là lên thẳng lên tới coi như là Châu Đốc 3 tiếng đồng hồ. Rồi bây giờ pháp á, nhà cầm quyền nó mới nói bây giờ là không cho ông Tư ở tại coi như là cái tỉnh mà Châu Đốc An Giang này, Châu Đốc Long Xuyên, bây giờ bất cứ đi đâu đi, nhưng mà không cho ở trong cái tỉnh Long Xuyên và Châu Đốc. Cho nên nó mới đưa thẳng từ coi như là ở Châu Đốc đó đó, mới đưa thẳng xuống Sa Đéc ngoài tỉnh Long Xuyên và An Giang. Khi đưa xuống Sa Đéc chưa có được yên phận nữa, nó sợ Đức Thầy đủ thứ chân trời. Cho nên trong khi đó xuống Sa Đéc chỉ 5 ngày thôi, từ ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn cho đến cái ngày 18 tháng 4 năm Canh Thìn, đưa thẳng xuống Sà No. Đưa thẳng xuống Sà No gia đình cũng Hương Bộ Thánh. Những tướng rằng đưa xuống đó là cái xứ khỉ ho cò gáy kinh cảng nước cùng, không ai đi tới. Mà ai về đâu trong thời gian vậy đó là ở gia đình ông mà Hương Bộ Sà No đó, nghe, gạch Sà No gia đình Hương Bộ Thánh đó, là trong thời gian như vậy đó là 75 ngày. Mà khi 75 ngày như vậy đó hen, là đến cái ngày 29 tháng 6 năm 1940 đó hen, là lúc đó pháp nó mới ra lệnh. Nó nói không cho ông Tư ở coi như là ở tại gia đình của ông Hương Bộ nữa, mà phải đưa ra Cần Thơ khám coi ông phải bệnh tâm thần không. Cho nên coi như là buộc lòng nó, trong khi đó Đức Thầy mới đưa ra tới nhà khám đường coi như là tại tỉnh Cần Thơ khám bệnh, thấy không? Còn mà khi khám bệnh Đức Thầy đầu bắt đầu nó mới khoao vô và xác định bệnh án cho Đức Thầy là bệnh thần kinh. Bệnh thần kinh. Khi bệnh thần kinh rồi lúc đó coi như là nó mới đưa Đức Thầy lên nhà thương chợ quán. Mà đưa lên nhà thương chợ quán đó là từ cái ngày 29 tháng 6 năm 1940 đó, là cho đến là cái ngày mùng 4 tháng 7 năm 1940 là đưa lên nhà thương chợ quán, thấy không? Ở trong thời gian ở nhà thương chợ quán nói Đức Thầy bị tâm thần và buộc coi như là Đức Thầy ở tại nhà thương chợ quán. Rồi bây giờ coi như là cuối năm Thìn, ngày mùng 4 tháng 7 năm 1940 Đức Thầy được đưa lên nhà thương chợ quán, mãi đến ngày 11 tháng 5 năm Tân Tỵ là cuối năm Thìn, là bây giờ không còn ở nhà thương chợ quán nữa, mà đưa xuống tới coi như là gia đình coi như là của ông Ký Dỗ ở Bạc Liêu. Lúc bây giờ là không cho đồng đạo tới lui, không cho ai tới thăm hết. Là cái chỗ này là cái chỗ vận chuyển rồi nè, thấy không? Vận chuyển Đức Thầy coi như là đi xuống tới coi như là nhà mà gia đình của ông Ký Dỗ. Mà khi xuống gia đình ông Ký Dỗ rồi đó là không cho đồng đạo nào tới lui gặp mặt hết. Mà bắt buộc coi như là 7 bữa vậy là phải đi trình báo một lần, thấy không? Cho nên việc chi mà phải đi trình báo mỗi tháng 4 kỳ nhập cặn ông. Đợi máy quyền cơ xoay đến mức mà tính xong cuộc thế lại non bồng. Thứ hai bừng sáng mưa tầm tã, đính lính đứng ngoài đường dục giả ông. Kiếp khách trần gian dai lắm nợ để đền trọn nghĩa cho non xong. Người cười người nhạo bảo ông điên. Ông chẳng giận ai cũng chẳng phiền, chỉ tiếc trần gian đùa quá dở, chư tượng liên tục hay điên tiên. Vậy thì bây giờ là cấm tuyệt đối, không cho đồng đạo ai tới lui được hết, không? Nên Đức Thầy mới nói trong vài đoạn cho chúng ta biết là những cái cuộc lưng chuyển đó là giận thời lưng chuyển nè, không? Dẫn thời lưng chuyển đưa ta tới, tới chốn nhà thương dưỡng bệnh điên, lát lẻo quá công bài tấn kịch, chia sao bổn đạo sức mộng phiền. Vậy thì bây giờ trong khi đó là đó là cái cuộc lưng chuyển. Vậy thì Bắc Nam chờ đợi cuối Thìn, tất nhiên là cuối năm Thìn năm 1940 sẽ lo dẫn chuyển thân hình xác ta, là pháp bắt đầu đi dẫn chuyển Đức Thầy, thân xác của Đức Thầy mà xuống coi như là lên tới gia mà nhà thương chợ quán, và đồng thời xuống tới coi như là gia đình của ông Ký Dậu. Bây giờ coi như là đồng đạo coi như là muốn thăm Thầy cả một cái vấn đề khó khăn, thấy không? Sẽ do vận chuyển thân hình xác ta, rồi Đức Thầy mới nói thêm coi như là viết thêm một khúc ngâm nga dặn dò bổn đạo, vậy mà mấy trường ta giàu có cách thôn hương, thấy không? Dặn dân cứ chữ hiện lưng mà làm. Bây giờ trong khi đó coi như là hãy gắng mà làm theo lời Thầy dạy đi, mặc dầu Đức Thầy bị lưng chuyển, và coi như là lưng chuyển dời Đức Thầy đi chỗ này, dời Đức Thầy đi chỗ khác, nhưng mà Đức Thầy cho chúng ta biết ta còn thương thương trò liều điệu, chứ cũng mừng được dịp phổ thông. Được dịp phổ thông hoặc giả lạ, càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông, có gì đâu mà sợ, thấy không? Ta không gây quán kết cụ, có sao dân sự phiền không nói gì, không có sao hết. Vậy thì bây giờ trong cái nội dung này đó, thì không phải giống như là tôi bàn nói chuyện đó, thì theo cái giáo lý để mà chúng tôi trao đổi và tìm hiểu thôi, chứ không có bàn cái vấn đề năm Thìn mà không biết năm Thìn này rồi năm Thìn tới, rồi năm Thìn tới ra sao đó, thì vấn đề đó nó thật sự quý vị là tôi không biết gì trơn trời.
Mà nếu như tôi biết thì bây giờ chúng tôi bàn, còn cái này tôi không biết. Có phải anh em dùng đạo? Chính vì cái không biết mà mình bàn đó thì có nhiều khi nó bị sai. Thành thử trong khi đó tôi không dám bàn. Còn cái nào mà chúng tôi biết như nãy giờ đã kể đó là chúng tôi bàn cùng với quý vị. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới nói qua câu này: Bắc Nam chờ đợi cuối thịnh sẽ lo dẫn chuyển thân hình xác ta. Là nó nội dung trong cái bài dặn dò bổn đạo là Đức Thầy dặn cho người tín đồ Phật giáo của chúng ta là phải coi như là gán nghe lời Đức Thầy chỉ dạy, mặc dầu thân xác Đức Thầy đã dẫn chuyển đi chỗ này đi chỗ kia, để mà trong khi đó coi như là theo cái mệnh lệnh của người Pháp là nhà cầm quyền Pháp khó khăn lúc Đức Thầy trong khi đó đi truyền đạo. Vậy thì bây giờ coi như là chúng ta phải cố gắng để giữ đạo chờ Thầy. Rồi bây giờ còn nói thêm một khúc sau nữa cô bác anh em chưa đồng đạo, nhưng mà cái chỗ này mình nó gọn nhỏ thôi ha, ha. Cô bác anh em chưa đồng đạo. Vậy thì bây giờ cái chỗ này đó thì thôi đi, chỗ này để nữa bằng tròn đi. Chỗ này nói lên trên cái màn hình nhỏ thấy nó cũng không được tốt lắm. Cô bác anh em chưa đồng đạo. Vậy thì bây giờ qua hai câu này được đồng đạo nêu lên và so sánh lại cũng như đồng đạo tâm nghề nêu lên coi như là có một số đồng đạo bàn qua vấn đề mà liên quan minh tuệ gì đó, là trong khi đó trở về quá thân thầy hay là Bồ Tát hay gì đó vân vân, thì cái chuyện đó là tôi không biết. Thật sự là tôi không biết gì trơn trời. Mà tôi chỉ biết Đức Thầy sẽ hứa hẹn người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta là ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao, trì lòng chớ khá núng nao, từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Hay là nay thầy chịu lĩnh về Tây, tạm ngưng đạo đức, ít ngày thầy qua Đức Thầy sẽ hứa trở lại. Và chỗ khác Đức Thầy sẽ hứa trở lại chừng nào thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bốn tùng phủ che. Thì bây giờ mình tin tưởng đi, là tin tưởng Đức Thầy sẽ trở lại, mà Đức Thầy có hứa với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nói với ông Hương Hào Phị, nói với ông Biện Đài, nói với ông Út, nói với ông Cả, và nói rất nhiều tất cả các vị cao độ, tôi đi như thế nào tôi sẽ trở về như thế ấy, tôi sẽ trở về nguyên sắc cũ nghe các ông. Vậy thì bây giờ giàu cho ông nào trong khi đó nói quá thân Đức Thầy là ông dày ông khác ông gì đó, là các ông đừng có tin. Vậy thì bây giờ ở nơi đây coi như là chúng ta hãy cố gắng giữ đạo chờ Thầy đi. Mà giữ đạo chờ Thầy phải cúng lại, phải ăn chay, phải niệm Phật, phải làm lành, phải bố thí, phải giữ giới, và phải giữ theo cái tôn chỉ của Đức Thầy. Đừng làm sai tôn chỉ Đức Thầy. Nếu chúng ta làm sai tôn chỉ Đức Thầy mà trong Đức Thầy trở về trong thiên cơ thì cái chỗ này uổng lắm cô bác anh em chừng đạo, phải không? Nói thiên cơ mà lòng không hối quá, rốt cuộc rồi như cá mất câu. Hội Phật tiên chẳng dễ, Phật chẳng dễ gặp đâu. Muốn gặp phải công phu dài dặn. Còn Đức Thầy thì bảo cho chúng ta biết đó là giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngày ngày gặp ta. Mình muốn gặp Thầy phải làm theo lời chỉ Đức Thầy đi. Mà không chịu làm theo lời chỉ Đức Thầy mà làm theo lời chỉ của người ta, chỉ bên Đông Thầy về, bên Tây Thầy về, bên Bắc Thầy về, để mà chúng ta cứ ngóng cứ trông Thầy về. Nhưng mà nó thật cùng với quý vị đó hen, là đừng trông mà cũng đừng ngóng, mà sau này Đức Thầy trở về kiếm mình, chứ mình khỏi cần kiếm Thầy. Nếu như chúng ta tu có công đức, tu có mà có như là cái Phật Pháp đó là quyên thâm rồi đó, thì Thầy sau này sẽ kiếm mình của bác anh em chồng đạo. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng, hãy cố gắng nghe theo lời Đức Thầy chỉ dạy, cố gắng bền chí, cố gắng kiên trinh, cố gắng dẻo dai, cố gắng tu hoài, và cố gắng tu cho đến ngày mà chúng ta coi như là thành công đắc quả thôi, thì chúng ta mới coi như là có cơ hội gặp Thầy. Còn bằng không nữa, chúng ta cứ trông đợi Đức Thầy về mà trong khi đó chúng ta không lo tu, mà tới chừng đó không có một việc tu hành trong đời mau tới tan tành cái thân chứ làm gì, phải không? Thôi thì bây giờ chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả chư quý vị, tất cả chư quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp suốt trên dưới một tiếng đồng hồ. Và cái đề tài cuối cùng cũng nói qua cái liên quan đến cái thời cơ sắp tới, tất nhiên là cái thời cơ mà năm nay là năm Thìn, nói là Đức Thầy sẽ vận chuyển, Đức Thầy sẽ trở về bằng một cái lối sắt khác hay là cái gì đó mà chúng ta đặt cái niềm tin, thì bây giờ nó thật sự quý vị đừng tin một ai cả, mà chúng ta coi như là tin lời Thầy dạy đi, lời Thầy tiên tri đi, thì sau này coi như là chúng ta sẽ được gặp Thầy. Còn ngoài ra nữa mà chúng ta tin bâng quơ đó hen, thì sau này uổng lắm cô bác anh em chừng đạo, phải không? Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta hãy cố gắng, hãy cố gắng hành đạo, cố gắng niệm Phật, để mà chúng ta có công đức viên mạng, để sau này chúng ta được gặp Thầy trong cái ngày Long Hoa Đại Hội. Và chúng tôi đến đây cũng xin chấm dứt, và xin kính chúc cho quý vị được vui vẻ, được tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Và đến đây cũng xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật.